Đây, sáng lấy vào chậu cho cây mai. Đấy, cây lấy chậu rất là đẹp luôn này. Tán tròn đều, rất là đều luôn. Đấy, bà con thấy chưa? Tán tròn đều, trời đẹp. À, rộng. Đây là, lên đường rộng rồi, lấy cái thước khối này đo cái. Đấy, cây vào chậu rất là đẹp. Leo leo đây, đứng cái cây cho coi đều cao đó. Đó, rồi đứng đó, đứng đạp vào bông. Đấy, thấy giờ người với cây rất là cân xứng, bỏ về nhà các bác chơi ở giữa nhà là ok luôn này. Rồi đo xuống đo, bầu quá ok, rất là chắc chắn, bầu chắc chắn rồi. Vành 101 bà con à. Đấy, vành 101 này. Thấy giờ vành 101 không hư hỏng gì hết, cây nguyên cây rất là đẹp. Cái này nguyên chậu, chậu có chậu này, chậu mách mách, có đo chậu cái mách mách đo ngoài tế bỏ tinh thanh giữa đo chứ sao. Phủ bì 1m3 trong ngoài thì trong lọt lòng 30, 1m3, 1m4 phủ bì, 1m4. Rồi, cây rất đẹp, bà con nào kết inbox cho em nha, chỉ bị đâm mầm hết rồi này. Rồi, ra búp xanh, đọt xanh rất là đẹp luôn bà con. Rồi, có ra búp rồi này. Rồi, đây, đây. Rồi, có ra bó một cái. Bà con thấy giờ, có búp đọt xanh đẹp này này. Rồi, búp tròn trịa rất là đẹp. Búp này cánh bầu, chắc là ra cánh bầu rất là đẹp đây này. Đấy, đã cái bầu rất đẹp rồi. Một cây rất ok. Đấy à, đấy nó dính nha, vào thân nha, đầu hoàng nha. Đấy, bắt đầu bán mầm hết rồi nè. Đấy, trên kia bắt đầu bán mầm rồi. Cây khỏe, cây này thì quá khỏe đấy. Bán mầm hết rồi nè. Cây mai bay đây bà con này. Đấy, cành bay rất đẹp, bay phải 2,5 m. Từ gốc ra bay 2,5 m, cao 1,5 m. Cây bậc biệt quá ok, quá chắc chắn. Đấy, cái thước mét đo vanh coi luôn đó mà. Thước mét đo vanh coi. Công tích,
vành 100 nhá. Vành 100. Cây nguyên chi không hư hỏng gì hết. Này, giữ ẩm rất là tốt. Bây giờ mình vào mình che lưới lại nữa là được. Có lên mầm này rồi. Chuẩn bị bốc hàng đi cho bà con này. Vành 100, vành 2,5 m, cao 1,5 m. Là cái thước mét đo ấy, đó thước giấy á, thước thước cuộn đó, thước cuộn á, thước cuộn á, rồi đo vành cây đi. Đó. 2,1 rồi vành đây. Đây, sáng lấy vào chậu cho cây mai đấy, cây lên chậu rất là đẹp.